gọi điện thông để xem tên em chưa rồi nè. Ai chưa đâu? Ai đến? Anh em chơi đó. Chờ lâu lắm nữa các anh tới chơi chơi đây nha. Bà thôi ơi. Thôi vì chờ rồi. Đây. Chào cả nhà. Hai mami. Giờ đang chiên chả giò này cả nhà ơi. Bữa nay là đêm cuối rồi. Ngày mai anh trai phải về lại chủ ban của anh trai rồi. Mình đã anh trai thích ăn gỏi cuốn. Bởi vì chả giò. You want it? No, it's not chín. Chưa. Chút xíu nữa. Những gì? Trứng rồi. Chút xíu con, không hả? Chút xíu nữa, hót lắm à. Trứng chứ. Được rồi. Hôm nay thiếu rất là nhiều người. Đó mình trưng bàn của ba đó. Còn lấy cái hình con lâu đài nó xưa rồi đây. Lúc này con cái tấm hình này lúc đó là con lấy cái phép bao đồng mà nhớ không? Đấy, cái này sức rồi. Gọi là tiền tuổi về trận lại biết rồi. Ở bên Việt Nam tiêm sức đây. Sớm chừng 9-10 tuổi rồi. Này hình như 13 cũng tôm thực chứng. Đâu là thiếu niên. Khâu quạt mình làm nha. Các lớp dẫn. Bao đồng thiếu niên vậy mới vừa thêm sức là năm sau thầy Thắng bắt học bao đồng luôn rồi. Học kiểu năm. Không tại được rồi má để bà đi để bà đi. Không phải vậy. Không phải vậy. Bỏ đó anh. Này. Chị chia tay, chị chia tay có như thế nào? Cái gì? Này thành mấy con không vậy? Chia tay bèo nước mắm mà nấu lên ăn được, nước mắm sống nè. Mắm nấu nè. Mới kho kho bạc. Nghe này tôi nghe cái giống bé bò giờ nó tôi nghe không? Cái đồ mắm sống tôi ăn. Chả giò sẹp hỏi cho xe bò đi anh, nóng á. Nóng lắm rồi, đây. Chị mèo quá chưa không? Cây á. Cái này gọi cuốn, gọi là cuốn cái nào thì cái nếp cái như thế nào mà lên lên. Cái cắt thịt cho nó mụn. Cái đó ớt nó cay đó con. Quay rồi, quay đi luôn rồi. Ây da. Mày gọi nó mới béo. Béo, nó bổ. Ơi. Nhi năm đấy vậy. Ui là đi đâu ăn thịt không? Hai xe rồi. Đúng không? Ở nhà Hoàng là cái chỗ năm ngay đó. Không một cái gì sủi nó ra không làm được. Ba. Ba. Chúng ta ăn đi. Có không chịu cái này. Ok rồi. Nói tiếng gì giống y như mấy đứa nít ở Việt Nam. Ủa về mấy giờ mới tới bản anh ơi? Chắc 11 giờ. Đồng chưa hả? Đêm chứ. Y tình đâu hả? Ra sân bay sao? 45 phút. Wow. Cũng xa ha. Bằng đây thôi, bằng mình đấy. Sao ngon bác Huy? Vẫn còn 8 chai. Yêu không yêu không? Em. Còn 2 chai bụi trắng, 6 chai bụi đỏ. Ăn cả. Bố chị cắt cái. Không, giờ không uống đồ nữa. Mua thứ của con uống rồi, 50 đồng chai à. Vẫn ngon như thường. Khó quẹt. Hết sảy. Chai giò nhà là. Cái rượu của chú Lâm. Từ nhà muốn. Xài xài à? À, bữa nhà Nhị Hương xài đi khỏi nổi. Ngày qua cũng ba thớt mà. Có. Anh đi về thăm ba. Lạnh mình đó.
Có thể anh không còn dịp chăm 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 má nữa đâu. Điều đó còn sát, nhiều lần chứ. Sát bên này ra là có sao không chỉ vô. Nhậu đi, nhậu đi, nhậu đi. Nhậu đi cậu. Nhậu. Anh. Hey. Bác Huy đừng chuẩn bị về nước. Mình đưa đi sân bay nha. Nó để chụp hình xong đi. Cái máy để cho nó tự chụp đó. Máy tự chụp cho mấy cái ghế này. Đây. Hành lý này bốn. Giờ có chương trình. Rớt cái phone của nó ngày hôm nay, nó bếp cái xong. Is that one soup swivel? Yes. Cái bà nội nữa. Ê. Để quay lên, để. Bye. Anh hai đi. Xíu bột cọng tóc cho em nha. Bạn có tiền con chưa? Tiền. Dạ. Dạ, mới té nè, té ngay cái mũi. Trời ơi, tại đâu mà kiểu cái gì? Này cho chơi đồ đi giúp Huy luôn nha. Chơi đâu? Chơi đồ đi bác Huy không? Đeo, đeo ba lô nè, đeo bác Huy. Rồi đi qua nhà bác Huy ở luôn nha, không về ba nữa nha. Đi không? Đi máy bay á. Đi. Đi. Tối không có người quýnh quá, không có đường làm. Cái này kè nó dơ kè đó. Ông nội đưa chìa khóa lên vô khóa cửa lại. Ông nội ngồi sau với Tình đi ha. Ngày xưa mình sẽ lái xe nha. Ngồi Tình đó. Đứng quậy nè. Sao nha. 24. Hè 20-24. Ừ. Hè tới này chắc anh không đi được. Vẫn đổ. Ok. Hôm sau. Hôm sau. Boston Logan Airport.
Rồi, tới rồi bà nội ơi. Ông nội thả cho rồi xuống luôn đi ông nội. Đại cho đứng chơi chút. Ai vậy anh giỏi anh Huy. Đi bắt quy không? À đứng đây được rồi thầy. Đây được rồi. Rồi. Chiều. Mai ăn kìa. Mai ăn đi. Chiều đi. Đi chị em mà không? Bye bye quý lên đường mình đi. Yeah, bye. Thank you. Bye là ca. Con đi luôn à. Bye anh Huy, hỏi dậu. Này, mình lên xe đi về thôi. Bạn lên xe đi. Đi ông bao mà để ông dẫn mà. Đi ông đi, ông dẫn ông về. Đây, giờ đưa anh Tư đi rồi, tôi đừng về nhé. Mấy cái đầu chưa rồi. Đây. Đi rồi với bà nội. Chưa.
Ta ăn đi con. Không. Nhớ bác Huy á. Nhớ bác Huy không? Bác Huy mất tiêu rồi. Rồi nó đổi đi em mà. Đây nè. Đây là cho ba. Ngon ngon quá. Về hồi dân phở. Nội dân nội sờ ăn. Con ăn đi. Chị đâu vui không? Bác Huy đâu? Đi trên máy bay hả? Huy đi về hả? Đi trên đâu? Đi trên máy bay. Đi trên máy bay luôn hả? Chưa rồi đâu? Con nằm đây nè. Sáng dậy tắm xong rồi mặc áo đầm nè, áo đầm của mấy bạn đó chị. Điện dữ lắm. Điện nè, phá quậy. Giờ bay này cả bay thôi đi bà rồi lên xe ăn nhé bay bây giờ nghe chưa đầu đi về thôi